Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Chiến dịch vận động của ông Trump gây tranh cãi ở New York. Đảng của ông Trump bất ngờ hé lộ loạt ưu tiên đầy tham vọng. Bầu cử Mỹ 2024, tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên vẫn đang so kè, gay cấn. Bà Harris vượt ông Trump trong cuộc đua tài chính. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã khép lại cuộc meeting tại Madison Square Garden ở New York ngày 27 tháng 10 bằng một phát biểu kéo dài 80 phút chỉ trích các đối thủ chính trị của mình, kiên quyết trong vấn đề người nhập cư và cam kết sẽ kích hoạt một đạo luật để dọn đường cho việc trục xuất trên quy mô lớn. Nhưng chính những chi tiết mở màn cho cuộc meeting ở thành phố New York, một sự pha trộn giữa các nhà tài trợ, nghệ sĩ giải trí và các chính trị gia có quan điểm nước Mỹ trên hết, đã tạo nên một cơn thịnh nộ trong chiến dịch vào phút chót giữa những người theo đảng Dân Chủ và một số người theo đảng Cộng Hòa, vốn lo ngại rằng chương trình này sẽ làm tổn hại đến lập trường của các cử tri ôn hòa. Theo đó, những người trung thành với ông Trump đã chỉ trích gay gắt một vài trong số những mục tiêu ưa thích của cựu Tổng thống. Một ứng viên Hạ viện của đảng Cộng Hòa từng thất bại thậm chí đã gọi bà Harris là kẻ phản chúa. Cuộc biểu tình bắt đầu với Tony Hinchcliffe, một diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình Postcard, chỉ trích Puerto Rico tại thành phố có cộng đồng người Puerto Rico lớn nhất ở Mỹ. Khoảng 500.000 người Puerto Rico cũng sống ở bang chiến trường Pennsylvania, nơi bà Harris vận động tranh cử vào ngày 27 tháng 10. Ông Tony Hinchcliffe nói, có rất nhiều thứ đang diễn ra, tôi không biết liệu các bạn có biết điều này không, nhưng hiện tại có một hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Tôi nghĩ nó được gọi là Puerto Rico. Câu nói này đã được những người ủng hộ ông Trump đón nhận nồng nhiệt. Ông Trump gần đây gọi Mỹ là thùng rác của thế giới khi ông chỉ trích những người nhập cư không có giấy tờ. Sau cuộc meeting, chiến dịch của ông Trump đã tìm cách tránh xa Tony Hinchcliffe và những bình luận của ông về Puerto Rico. Tuy nhiên, chiến dịch của bà Harris sau khi nắm bắt được những bình luận về Puerto Rico đã nhanh chóng cắt video và đăng lên các kênh truyền thông xã hội. Phó Tổng thống đã đến thăm một nhà hàng Puerto Rico ở Bắc Philadelphia vào ngày 27 tháng 10, nơi bà thảo luận về tầm nhìn của mình đối với hòn đảo, cùng với các kế hoạch giảm chi phí và tạo cơ hội cho cộng đồng người Puerto Rico trên đất liền. Ngôi sao người Puerto Rico, Beth Penny, đã đăng một video bà Harris nêu rõ kế hoạch của mình cho Puerto Rico với 45 triệu người theo dõi trên Instagram của anh, ngay sau khi ông Hinchcliffe rời khỏi sân khấu. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott của Florida cũng bày tỏ phản ứng dữ dội và viết về trò đùa này trên X rằng nó không hề buồn cười và không đúng sự thật. Người Puerto Rico là những con người tuyệt vời và là người Mỹ tuyệt vời. Một thành viên khác của đảng Cộng hòa ở Florida là hạ nghị sĩ Carlos Jimenez, một đồng minh thân cận của ông Trump cũng đã chỉ trích những phát biểu này. Ông Hinchcliffe cho biết trên các mạng truyền thông xã hội rằng những người chỉ trích ông không có khiếu hài hước. Ông Trump chủ yếu bám sát kịch bản trong các bài phát biểu của mình, bao gồm cả lời khẳng định phổ biến hiện nay rằng các đối thủ chính trị của ông đại diện cho kẻ thù bên trong nước Mỹ. Một tiết mục khởi động khác do cựu người dẫn chương trình Fox News, Tucker Carlson, đã nhắc lại những lời chỉ trích cũ của mình đối với bà Harris, như ông mô tả về một người Mỹ ăn mừng khả năng bà đắc cử. Theo ông, khó có thể tưởng tượng nước Mỹ sẽ như thế nào sau khi bà Harris giành chiến thắng. Ông Tucker Carlson cho rằng bất kỳ ai không ấn tượng với bà Harris sẽ bị gọi là quái vật hoặc tội phạm. Các lãnh đạo Cộng hòa đang thiết kế chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nhằm chuẩn bị cho trường hợp cựu Tổng thống đắc cử. Theo The Hill, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chương trình nghị sự 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông thắng cử. Nguồn tin của The Hill tiết lộ, lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise là những người đang vạch ra những mục tiêu hàng đầu cho chính quyền của ông Trump nhằm đảm bảo sự thống nhất của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tháng 11. Ông Scalise cho biết, tôi đã nói chuyện với ông Trump. Những ưu tiên hàng đầu của ông ấy là đưa nền kinh tế Mỹ trở lại đúng quỹ đạo và tăng cường bảo vệ biên giới. Cụ thể, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang xem xét tài trợ cho một chương trình an ninh biên giới mới, bao gồm việc hoàn thành bức tường biên giới mang tính biểu tượng của ông Trump. Ngoài ra, khả năng cắt giảm ngân sách đối với một số cơ quan chính phủ mà các đồng minh của ông Trump cho rằng đã bị vũ khí hóa dưới thời của chính quyền Tổng thống Biden. Một trong những ưu tiên khác đó là cắt giảm thuế. Trong bối cảnh đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017,
thành tựu luật pháp mang dấu ấn của ông Trump, chuẩn bị hết hiệu lực vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, Đảng Cộng Hòa đang lên kế hoạch cho một gói ngân sách tham vọng nhất có thể trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tuy vậy, chương trình nghị sự này có thể tiến xa đến đâu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11, cũng như khả năng Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và giữ được đa số tại Hạ viện. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sai lầm lớn nhất của bản thân là đưa ra một số quyết định nhầm lẫn về nhân sự trong thời gian nắm quyền ở Nhà Trắng giai đoạn 2017-2021. Trong chương trình phát thanh Rose Rogan Experience phát sóng vào ngày 26 tháng 10, cựu Tổng thống Trump đã khẳng định nhiệm kỳ đầu tiên lãnh đạo Nhà Trắng của ông tuyệt vời. Song ông cũng chỉ ra giai đoạn đó có thể tuyệt vời hơn nữa nếu đội ngũ vây quanh ông là những người khác. Ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm nay bày tỏ, sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải là tôi đã chọn một vài người bản thân không nên chọn. Khi người dẫn chương trình hỏi liệu ông Trump có đang nói về những người tân bảo thủ hay không, cựu Tổng thống đáp, đúng vậy, những thành phần tân bảo thủ, những kẻ xấu xa, những kẻ không trung thành, hiện nay các bạn đang đọc một chút thông tin về chúng. Một kẻ như Kelly hay bắt nạt nhưng yếu đuối, ông Trump nói ám chỉ đến cựu tránh văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Trả lời một số cuộc phỏng vấn gần đây, ông Kelly quả quyết, trong thời gian tại nhiệm, ông Trump từng ca ngợi chủng phát xít Hitler và nói hơn một lần rằng nhà lãnh đạo khét tiếng của Đức Quốc xã đã làm một số điều tốt. Mặc dù đội ngũ của ông Trump đã thẳng thừng phủ nhận thông tin này, nhưng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã dựa vào đó để cáo buộc đối thủ Cộng Hòa là phát xít. Theo đài RT, trong chương trình phát thanh Rose Rogan Experience, ông Trump cũng đã thừa nhận một số sai lầm khác của mình là bổ nhiệm John Bolton, một chính khách theo đường lối diều hâu, làm cố vấn an ninh quốc gia. Theo cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất của CNN trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris đều đạt tỷ lệ ủng hộ là 47% số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Cuộc thăm dò được tiến hành qua điện thoại từ ngày 20 đến 23 tháng 10 trên tổng số 1.704 cử tri đã đăng ký và kết quả được công bố vào ngày 25 tháng 10 có biên độ sai số là 3,1 điểm phần trăm trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm số hồ sơ đã đăng ký của cử tri. Trong diễn biến liên quan, nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post hôm 25 tháng 10 tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. CEO của cơ quan truyền thông này, William Lewis, cho biết đây là sự quay lại với nguồn gốc của chúng tôi là không ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống. Ban biên tập của báo này đã bày tỏ ủng hộ các ứng cử viên tổng thống trong hơn 3 thập kỷ. Đây là lá phiếu trắng đầu tiên của tờ báo sau hơn 30 năm, trong cuộc bầu cử được truyền thông Mỹ nhận định là gây chia rẽ nhất trong lịch sử xứ cờ hoa. Dẫn nhận định của chuyên gia ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered Anh, hãng tin Bloomberg cho hay, thị trường tài chính đang ngày càng có niềm tin cho rằng việc ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới có thể giúp đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang hòa nhau khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, theo tính toán của ngân hàng Standard Chartered, 60% mức tăng của đồng bạc xanh trong tháng 10 có liên quan đến việc đặt cược ngày càng tăng rằng cựu Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11. Hãng Bloomberg đưa tin, dẫn lưu ý của ông Steven Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu FX toàn cầu G10 tại ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered, dự đoán đồng đô la Mỹ tăng giá cùng khả năng ông Trump giành chiến thắng ngày càng tăng trên thị trường cá cược. Ông Englander nói thêm, thị trường đang dự đoán 70% khả năng ông Trump chiến thắng. Nền tảng dự đoán lớn nhất thế giới Polymarket cũng đang đưa ra xác suất gần 64% rằng ông Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Theo dự án nghiên cứu thị trường Predictor, ông Trump có 58% khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Đồng đô la Mỹ đã tăng gần 3% so với đồng euro trong tháng qua. Hãng tin Bloomberg cho biết trước đó rằng đồng bạc xanh đang trên đà đạt được giá trị cao nhất kể từ năm 2022. Theo lưu ý của Bloomberg, mặc dù cuộc đua bầu cử là động lực chính thúc đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ, nhưng các yếu tố khác, bao gồm khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ và báo cáo việc làm mạnh mẽ của Washington từ đầu tháng này cũng là yếu tố quan trọng.
trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, thị trường đã kỳ vọng ông Joe Biden sẽ giành chiến thắng và đưa ra biện pháp kích thích tài chính. Kỳ vọng này đã làm suy yếu đồng đô la Mỹ vào tháng 10 năm đó. Cuộc đua vào Nhà Trắng càng lúc càng nóng. Theo cuộc thăm dò mới nhất do CNN thực hiện, cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều đạt tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau ở mức 47%, cho thấy một cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra khi từ nay đến ngày bầu cử chính thức chỉ còn cách gần chục ngày nữa. Khảo sát cuối cùng của CNN trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ cho thấy, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử cho đến nay, tỷ lệ ủng hộ giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như không thay đổi. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng, phần lớn cử tri, 85%, đã xác định ứng cử viên mà họ sẽ ủng hộ từ đầu chiến dịch và chỉ có 15% cử tri thay đổi quyết định trong quá trình diễn ra, cho thấy sự ổn định trong lựa chọn của các cử tri Mỹ. Chỉ có 2% vẫn chưa đưa ra quyết định và 9% cho biết có thể thay đổi lựa chọn trước khi bỏ phiếu. Những con số khảo sát phần nào phản ánh rõ cán cân chưa ngã ngũ và khó đoán định thường thấy trong mỗi kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Mối quan hệ giữa hai ứng cử viên về các vấn đề hàng đầu cũng gần như vẫn được giữ nguyên khoảng cách như tháng trước. Ông Trump tiếp tục duy trì lợi thế trong việc xử lý nền kinh tế, nhập cư và một lợi thế mong manh hơn trong việc xử lý chính sách đối ngoại. Ngược lại, bà Harris giữ lợi thế lớn trong việc xử lý vấn đề phá thai và quyền sinh sản và một lợi thế nhỏ hơn trong việc bảo vệ nền dân chủ. Phân tích các kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy cả hai ứng cử viên đang bị rơi vào trong một cuộc chạy đua hết sức xít sao, dự kiến căng thẳng cho đến phút cuối cùng. Còn cuộc thăm dò do New York Times và Siena College thực hiện cũng vừa cho ra kết quả ngang ngửa nhau khi cả hai ứng cử viên đều có khả năng nhận được 48% số phiếu bầu. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang tiến vào giai đoạn nước rút với các diễn biến theo hướng công kích, đáp trả đầy kịch tính giữa hai ứng cử viên tổng thống. Cả chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump trong tuần qua đều đã sử dụng những chiến lược riêng để thu hút các cử tri còn dao động. Bà Harris tiếp tục gây ấn tượng với giới truyền thông bằng cuộc phỏng vấn trực tiếp với đài NBC và không quên công kích ông Trump. Tại sự kiện vận động tranh cử của thành phố Houston vừa diễn ra, có sự góp mặt của ca sĩ Beyoncé, Phó Tổng thống Kamala Harris cảnh báo về mối đe dọa mà nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump gây ra đối với quyền tự do sinh sản của phụ nữ. Bà Harris nói, ông Donald Trump vẫn từ chối thừa nhận sự đau khổ mà ông ấy đã gây ra. Phụ nữ đang bị từ chối chăm sóc trong thời gian sảy thai. Một số chỉ nhận được điều trị sau khi họ bị nhiễm trùng huyết. Tôi tin ông ấy là một người nghiêm túc. Hậu quả của việc ông ấy trở thành Tổng thống một lần nữa sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bên kia chiến tuyến, Tổng thống Donald Trump cũng có màn đáp trả không kém. Chúng ta sắp đến đích và chúng ta đang dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò. Chúng ta sẽ không có Beyoncé. Có lẽ mọi người đã đến đó chỉ vì nghĩ rằng sẽ được nghe Beyoncé hát, đúng không? Và rồi bà ấy quay lại, Kamala bắt đầu nói và đó là một thảm họa. Hôm nay tôi ở đây với thông điệp hy vọng cho tất cả người Mỹ. Tôi sẽ hứa với bạn, chúng ta sẽ chấm dứt được tình trạng lạm phát rất nhanh chóng. Chúng ta cũng sẽ hạ giá thành xuống và tôi sẽ ngăn chặn tội phạm tràn lan vào đất nước chúng ta. Tôi sẽ mang giấc mơ Mỹ trở lại. Cả bà Harris và ông Trump đều đang dồn lực tung ra hàng loạt những con át chủ bài mang tính quyết định trong giai đoạn nước rút cuối cùng trước ngày bầu cử năm tháng 11 sắp tới. Dù thế trận hai bên đang đặt ra là gì, cũng hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, kịch tính, khiến cho việc dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ càng trở nên hồi hộp hơn. Sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk có thể được xem là một con dao hai lưỡi, mang lại cả lợi ích và thách thức cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và cựu Tổng thống Donald Trump đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và giới truyền thông, đặc biệt kể từ khi người giàu nhất thế giới công khai ủng hộ ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trong suốt thời gian gần đây, vị tỷ phú 53 tuổi đã đóng góp đáng kể về mặt tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sự ủng hộ này giúp tăng cường khả năng vận động nguồn lực, thu hút thêm sự chú ý của truyền thông và tạo cơ hội cho cựu Tổng thống 78 tuổi tiếp cận rộng rãi hơn với nhiều đối tượng cử tri khác nhau. Tuy nhiên, những động thái của Elon Musk cũng gây ra nhiều tranh cãi và có thể mang lại những tác động không mong muốn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Bên cạnh việc thúc đẩy những thông tin bị xem là thuyết âm mưu, chủ yếu qua mạng xã hội X, ông chủ của các công ty Tesla và SpaceX còn gặp nhiều vấn đề pháp lý với các ý tưởng vận động cử tri của mình. Một trong những động thái gây tranh cãi nhất của Elon Musk là sáng kiến treo thưởng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho một cử tri ngẫu nhiên thông qua Ủy ban Hành động Chính trị do ông tự sáng lập, mang tên American PAC. Chương trình chính thức bắt đầu kể từ thời điểm được ông Musk công bố hôm 19 tháng 10.
và kéo dài đến ngày bầu cử chính thức là ngày 5 tháng 11. Đối tượng tham gia chương trình này là các cử tri đã ghi danh bầu cử tại những bang chiến trường. Họ được yêu cầu ký vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sở hữu vũ khí để có cơ hội nhận được số tiền trên. Tuy nhiên, sáng kiến này nhanh chóng vấp phải những chỉ trích gay gắt từ phía Đảng Dân Chủ và đối mặt với những vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Theo một số nguồn tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi đến American PAC, trong đó cảnh báo rằng chương trình này có thể vi phạm luật liên bang, vốn bị cấm việc chi tiền để thuyết phục người khác đăng ký bỏ phiếu. Giáo sư Daniel A. Lang, từ trường luật Georgetown, Mỹ, còn nhận định ý tưởng của Elon Musk có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự hoặc dân sự vì cuộc thi yêu cầu người chiến thắng $1 triệu tiền thưởng phải là cử tri đã đăng ký tại các tiểu bang chiến địa hoặc cần đi đăng ký nếu chưa làm điều đó. Nó đã vi phạm luật liên bang, bà nói. Một cuộc thăm dò mới đây của hãng khảo sát Blueprint cho thấy rằng sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk đối với cựu Tổng thống Donald Trump có thể đang phản tác dụng. Trong số những nam giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi được khảo sát, 28% cho biết sự ủng hộ của ông Musk khiến cho họ ít có khả năng bầu cử cho ông Trump hơn, trong khi chỉ có 24% cảm thấy tích cực hơn. 45% còn lại cho biết điều này không ảnh hưởng đến quyết định của họ. Bên cạnh đó, việc chung phe với người giàu nhất thế giới khiến cho cựu Tổng thống Trump bị các đối thủ khai thác để tấn công, trong đó đáng chú ý là lập trường chống công đoàn của tỷ phú Musk và các hành vi gây tranh cãi khác. Điều này có thể làm giảm sự ủng hộ của cựu Tổng thống Mỹ từ một số nhóm cử tri, đặc biệt là những người lao động và các tổ chức công đoàn. Với những diễn biến hiện tại, có vẻ như quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump trong việc chấp nhận sự ủng hộ công khai từ tỷ phú Elon Musk đang tạo ra nhiều thách thức hơn lợi ích cho chiến dịch tranh cử của ông. Điều này đặc biệt đúng khi xét đến phản ứng từ nhóm cử tri trẻ, một đối tượng quan trọng mà cả hai đảng đều phải cố gắng thu hút trong cuộc bầu cử sắp tới. Một loạt các cuộc khảo sát cho thấy hai tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã dẫn trước ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump trên phạm vi toàn quốc. Cuộc đua giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn diễn ra rất căng thẳng khi chỉ còn hai tuần trước cuộc bầu cử. Theo kết quả của một loạt các cuộc khảo sát, bà Harris dẫn trước ông Trump một chút trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể, trong cuộc khảo sát hàng tuần của Morning Consult công bố vào ngày 22 tháng 10, bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm, tương đương 50% so với 46%. Kết quả này tương đồng với tuần trước đó nhưng giảm so với mức dẫn 51% và 45% trong hai cuộc khảo sát trước tuần trước. Cũng trong ngày 22 tháng 10, Reuters và Ipsos công bố kết quả khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm, tương đương 46% so với 43%. Khoảng cách này cũng tương đồng với kết quả khảo sát của Reuters Ipsos công bố vào tuần trước đó là 45% so với 42%. Chỉ có điều trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ của cả hai bên đều tăng thêm một điểm. Kết quả khảo sát của USA Today, Suffolk University với các cử tri tiềm năng thực hiện từ ngày 14 đến 18 tháng 10 với sai số 3,1 điểm cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 1 điểm, tương đương 45% so với 44%. Theo kết quả này, ông Trump đã thu hẹp khoảng cách kể từ cuộc khảo sát trước đó vào tháng 8. Khi đó, bà Harris dẫn trước ông Trump 5 điểm. Bà Harris cũng dẫn trước ông Trump 1 điểm, tương đương 49% so với 48% trong cuộc khảo sát của Emerson College với cử tri tiềm năng được công bố ngày 18 tháng 10, sau khi bà Harris dẫn trước 2 điểm vào tháng 9 và đầu tháng 10, còn vào tháng 8 là 4 điểm. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris và các ủy ban hành động chính trị liên kết của Đảng Dân Chủ đã thu về khoảng $633 triệu trong quý 2 năm nay, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 1 tỷ USD. Số tiền này giúp bà Harris duy trì lợi thế tài chính so với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, trong giai đoạn nước rút cuối cùng của cuộc bầu cử. Chỉ riêng trong tháng 9, chiến dịch của bà Harris, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ và các quan chức đảng cấp bang đã huy động được hơn $359 triệu. Chiến dịch của bà Harris cũng chi khoảng $270 triệu cho một chiến dịch quảng cáo lớn nhằm tiếp cận cử tri qua nhiều phương tiện như đài phát thanh, truyền hình, trực tuyến và bảng quảng cáo. Theo hồ sơ tài chính liên bang, chiến dịch của bà Harris và các ủy ban chính trị liên kết đã bước vào tháng 10, tháng cuối của chiến dịch tranh cử với số tiền $346 triệu. Trong khi đó, chiến dịch của cựu Tổng thống Trump, Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa và các ủy ban chính trị liên kết báo cáo huy động được $160 triệu vào tháng 9. Tính đến thời điểm này, số tiền vận động được cho nỗ lực tái tranh cử của ông Trump là $283 triệu. Chiến dịch của bà Harris đã nộp hồ sơ tài chính vào ngày 20 tháng 10 trước khi công bố số tiền quyên góp được theo quý.
Số liệu này cho thấy tổng số tiền quyên góp hàng tháng của bà Harris vượt xa số tiền mà ông Trump và Đảng Cộng Hòa huy động được kể từ khi bà tiếp quản vị trí ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thay Tổng thống Joe Biden vào hồi tháng 7. Trước khi nộp hồ sơ, Đảng Dân Chủ cho biết 95% số tiền quyên góp cho bà Harris đến từ các khoản đóng góp dưới $200. Theo chiến dịch, khoảng 6 triệu nhà tài trợ đã đóng góp hơn 13,1 triệu đô la Mỹ, trong đó có 4,3 triệu người lần đầu tiên quyên góp trong chu kỳ bầu cử lần này. Bà Harris cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ lớn. Trong một sự kiện gây quỹ vào cuối tháng 9 ở California, bà đã huy động được 55 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, bà thu về 28 triệu đô la Mỹ tại sự kiện ở Los Angeles với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Jessica Alba, Lily Tomlin và Steve Wonder. Tại San Francisco, bà cũng đã huy động được 27 triệu đô la Mỹ với sự tham dự của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Gần đây, bà Harris cũng đã quyên góp được 27 triệu đô la Mỹ trong một buổi gây quỹ ở thành phố New York tại bang cùng tên. Hồi cuối tuần, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến cửa hàng McDonald's ở Pennsylvania. Sau khi truyền thông phản ánh, hãng thức ăn nhanh đứng về phía Đảng Cộng Hòa, gã khổng lồ thức ăn nhanh khẳng định họ giữ thái độ trung lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Công ty nói với CNBC, thương hiệu của chúng tôi trở thành chủ đề thảo luận trong đợt bầu cử. Mặc dù chúng tôi không tìm kiếm điều này, nhưng đây là minh chứng cho thấy McDonald's được nhiều người Mỹ yêu mến. McDonald's không ủng hộ các ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Từ trước đến nay vẫn là như thế. Cả McDonald's và bên nhượng quyền thương hiệu tại địa điểm này nhấn mạnh rằng chuỗi cửa hàng chào đón mọi người Mỹ. Người nhượng quyền Derek Giacomantonio cho biết trong một tuyên bố, là chủ doanh nghiệp nhỏ, độc lập, giá trị cơ bản của chúng tôi là mở cửa chào đón mọi người đến thăm cộng đồng Fosterville. Đó là lý do tôi chấp nhận yêu cầu đến quan sát trải nghiệm làm việc tại McDonald's của cựu Tổng thống Donald Trump. Hôm Chủ nhật, ông Trump đến McDonald's học cách chiên khoai tây, làm việc tại quầy bán đồ ăn nhanh theo ca tại một nhà hàng ở Fosterville, Pennsylvania. Theo nhiều hãng tin, đây là cách ứng viên Đảng Cộng Hòa đối phó với Tổng thống Kamala Harris. Trước đó, ông Trump thường cho rằng bà Harris nói dối về việc làm việc tại McDonald's khi bà trong độ tuổi 20. Trong lúc bà Harris phủ nhận lời tố cáo, phía ông Trump cũng không có bằng chứng. Vụ việc chưa ngã ngũ khi McDonald's không lưu lại hồ sơ việc làm của người lao động những năm 1980. Sau khi đưa ra quan điểm trung lập chính trị, McDonald's cho biết, mặc dù không phải là thương hiệu chính trị, chúng tôi rất tự hào khi nghe cựu Tổng thống Donald Trump bày tỏ tình cảm dành cho McDonald's và Phó Tổng thống Harris chia sẻ những kỷ niệm đẹp khi làm việc tại Arches. McDonald's công khai ủng hộ phong trào Black Lives Matter vào năm 2020. Hãng thức ăn nhanh cố gắng tránh xa chính trị, tập trung vào khách hàng. Tuy nhiên, McDonald's vướng vào tranh cãi khác trong kỳ bầu cử liên quan tới món hamburger. Vào cuối tháng 5, mạng xã hội lan truyền bài đăng chỉ trích giá thức ăn của chuỗi cửa hàng tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Đảng Cộng Hòa nắm bắt tranh cãi, liên kết mức giá trong thực đơn của McDonald's với chính sách kinh tế của ông Biden, nỗ lực giành sự ủng hộ của những cử tri ngán ngẩm với lạm phát. Để dập tắt tranh cãi, Chủ tịch McDonald's Roy Ellinger tại Mỹ đã viết thư ngỏ và công bố bảng thông tin về giá của công ty. Ngày 21 tháng 10, nhà chức trách Mỹ thông báo đã bắt giữ và buộc tội một người đàn ông đe dọa sát hại một nhân viên của một đảng phái chính trị. Theo các tài liệu tòa án công bố, John Coney Pollard, 62 tuổi, đến từ Philadelphia, bị buộc tội gửi tin nhắn đe dọa đến một nhân viên của một đảng chính trị ở bang Pennsylvania. Các tài liệu của tòa án không nêu tên nhân viên hoặc đề cập đến đảng phái chính trị. Sau đó, nhân viên này đã đăng trên một nền tảng mạng xã hội vào tháng trước để tìm kiếm những người tình nguyện quan sát tại các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử và bao gồm số điện thoại cá nhân. Poller đã nhắn tin cho nhân viên vào ngày 6 tháng 9 rằng muốn trở thành người quan sát điểm bỏ phiếu, rồi sau đó gửi một loạt tin nhắn đe dọa. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, tính đến tháng trước, lực lượng đặc nhiệm về các mối đe dọa bầu cử thuộc bộ này đã buộc tội 18 đối tượng. Trong khi đó, một hãng truyền thông phương Tây cho biết đã ghi nhận ít nhất 300 vụ bạo lực chính trị tại Mỹ kể từ năm 2021. Thưa quý vị, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tăng tốc trong chiến dịch tranh cử gần đây khi họ nỗ lực truyền tải những thông điệp độc đáo nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri còn do dự cuối cùng, chỉ 2 tuần trước ngày bầu cử chính thức vào ngày 5 tháng 11 tới. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tham gia một cuộc vận động tranh cử cùng với cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney ở ba bang chiến trường. Tại đây, bà đã tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ.
Khi ngày bầu cử đến gần, bà Harris ngày càng đưa ra nhiều chỉ trích về năng lực lãnh đạo đất nước của ông Trump, cho rằng ông bất ổn, mất trí và tính khí bất thường. Bà Harris phát biểu tại một sự kiện ở Malvern, Pennsylvania. Trên nhiều khía cạnh, ông Donald Trump là một người đàn ông thiếu nghiêm túc. Hậu quả của việc ông ấy trở thành Tổng thống Mỹ là vô cùng nghiêm trọng. Pennsylvania là một trong 7 bang chiến trường quan trọng có khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, ông Trump phủ nhận mọi ý kiến cho rằng ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ, đồng thời khẳng định rằng chính đảng Dân Chủ mới là mối nguy thực sự khi tiến hành các cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông và các đồng minh của ông sau cuộc bầu cử năm 2020. Vào ngày 21 tháng 10, ông Trump đã đi khắp bang North Carolina, một bang chiến lược quan trọng, để vận động ủng hộ. Tại một điểm dừng chân ở khu vực vừa chịu ảnh hưởng của bão, ông kêu gọi những người ủng hộ hãy đi bỏ phiếu bất chấp những khó khăn mà họ đang gặp phải. Trong khi Phó Tổng thống Harris cho rằng ông Trump không có đủ phẩm chất để lãnh đạo Nhà Trắng, thì cựu Tổng thống lại đặt nghi vấn về năng lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông Trump tiếp tục chỉ trích cơ quan quản lý khẩn cấp FEMA và tìm cách thu hút cử tri lao động bằng cách nhấn mạnh những nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của mình. Ông Trump phát biểu tại một khu vực vừa trải qua trận lũ lụt lớn vào tháng trước. Tôi đã làm việc liên tục 52 ngày mà không nghỉ một ngày nào. Điều này sẽ nhận được sự tôn trọng từ rất nhiều người ở đây. Ông Trump đã kết thúc lịch trình vận động trong ngày tại một sự kiện tôn giáo ở Concord, Bắc Carolina, nơi ông chia sẻ với những người ủng hộ rằng ông tin có một thế lực siêu nhiên đã cứu mạng ông trong một vụ ám sát hụt xảy ra hôm 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania. Ông Trump nói, bây giờ tôi nhận ra rằng chính bàn tay của Chúa đã dẫn dắt tôi đến vị trí ngày hôm nay. Trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên đang rất sát sao, cả hai đang tăng tốc vận động để thu hút thêm nhiều cử tri. Lịch trình dày đặc của họ cho thấy tầm quan trọng của các nhóm cử tri nhỏ trong cuộc đua năm nay. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới ngày tổng tuyển cử ở Mỹ, và hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump vẫn đang nỗ lực vận động cử tri bỏ phiếu cho mình. Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang, chiến dịch của bà Harris trong tháng 9 đã gây quỹ được 222 triệu đô la Mỹ, hơn gấp 3 lần so với mức 63 triệu đô la của chiến dịch mà ông Trump thu về. Tuy nhiên, theo chiến dịch của bà Harris, họ đã huy động được 360 triệu đô la Mỹ trong tháng 9, nâng tổng số tiền huy động trong 3 tháng kể từ khi bà Harris ra tranh cử lên 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số kỷ lục của bất kỳ chiến dịch tranh cử nào tại Mỹ. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump cho biết họ gây quỹ được 160 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 và 96% mỗi lần đóng góp đều dưới 200 đô la Mỹ. Hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã đưa ra những thông điệp hoàn toàn khác nhau trong sự kiện vận động vào ngày 21 tháng 10. Trong bối cảnh cặp đấu này đang tìm cách thu hút những cử tri dao động trong 2 tuần trước ngày bầu cử. Khi kết quả của các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một cuộc đua xít sao, hai ứng cử viên đang tăng tốc lên lịch trình tranh cử dày đặc, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm cử tri tuy nhỏ nhưng có thể đưa một trong hai ứng cử viên lên dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Chiều ngày 21 tháng 10, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris có một trợ thủ đắc lực là cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney cùng đi vận động, thì cựu Tổng thống Donald Trump đã tranh thủ đến từng nơi tại Bắc Carolina, kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu bất chấp cuộc sống đang gặp khó khăn sau bão. Tại một sự kiện với nữ ứng viên Đảng Dân Chủ Harris ở Royal Oak, bang Michigan, cựu nghị sĩ Cheney đã kêu gọi những người Cộng Hòa được phép ủng hộ cho Đảng Dân Chủ mà không lo bị trả thù. Cựu nghị sĩ Cheney nhấn mạnh, tôi chắc chắn sẽ có nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa nói rằng mình không thể công khai ủng hộ Đảng Dân Chủ. Họ lo lắng về nhiều thứ, bao gồm cả hành vi bạo lực, nhưng họ sẽ làm điều đúng đắn. Tôi chỉ nhắc nhở mọi người, nếu có lo lắng, bạn có thể bỏ phiếu theo lương tâm của mình mà không bao giờ phải nói một lời với bất kỳ ai. Cheney và cha của bà là Dick Cheney, phó tổng thống dưới thời tổng thống George Bush và là hai trong số những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có tiếng nói quay sang ủng hộ phó tổng thống Harris. Trong khi đó, chuyến thăm của cựu tổng thống Donald Trump tới Bắc Carolina dường như là một động thái trấn an những lo ngại của các đồng minh Đảng Cộng Hòa, cho rằng thiệt hại do cơn bão Helene gây ra sẽ làm giảm lượng cử tri đi bỏ phiếu ở các bang chiến trường bị ảnh hưởng. Chúng tôi muốn các bạn bỏ phiếu, nhưng chúng tôi cũng muốn các bạn sống và tồn tại, hạnh phúc và khỏe mạnh, bởi đây thực sự là một thảm kịch. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa phát biểu tại điểm dừng tranh cử ở Swananoa sau khi tới thăm các khu vực bị bão tàn phá. Theo một bảng thống kê của hãng tin Reuters, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Bắc Carolina sau cơn bão Helene là khu vực Đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế.
Trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Trump đã giành được khoảng 62% số phiếu bầu tại 25 quận được tuyên bố là khu vực thảm họa sau bão Helene, trong khi Tổng thống Biden giành được 51% số phiếu bầu tại các quận còn lại của bang. Chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump đều đang tăng cường hoạt động ở các bang Bắc Carolina sau cơn bão, trong khi ông Trump tổ chức 3 điểm vận động ở Bắc Carolina. Chỉ trong ngày 21 tháng 10, thì tuần trước, cựu Tổng thống Bill Clinton đã cùng xuất hiện với ứng viên liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ là Tim Walz và sau đó là một chuyến đi tới miền Đông Bắc của Carolina. Khi chỉ còn 15 ngày nữa là đến ngày bầu cử, giới phân tích nhận định rằng bang Bắc Carolina rất quan trọng đối với phép toán của cử tri đoàn trong việc ai sẽ giành chiến thắng để vào Nhà Trắng. Chúng ta sẽ thắng hay thua dựa trên những gì diễn ra ở Bắc Carolina. Chủ tịch quốc gia Đảng Cộng Hòa Michelle Wesley cho biết Bắc Carolina dự kiến sẽ có 5,5 triệu phiếu bầu, trong đó hơn 1 triệu phiếu bầu đã được bỏ kể từ khi bang này bắt đầu quy trình bỏ phiếu sớm từ ngày 17 tháng 10. Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày 22 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ, đồng thời là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris, chỉ trích cựu Tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump vì từ chối ủng hộ việc tăng lương tối thiểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này đối với hàng triệu người Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris nói tại một sự kiện tranh cử ở bang Michigan của Mỹ ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương, có nhiều điểm khác biệt giữa tôi và Donald Trump, bao gồm cả vấn đề này. Tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta phải tăng mức lương tối thiểu. Người lao động, dù ở McDonald's hay ở nơi khác, phải có khả năng chu cấp cho gia đình và bản thân họ trong những điều kiện đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của họ. Bà Kamala Harris cũng chỉ ra thái độ thù địch của ông Donald Trump đối với chương trình an sinh xã hội. Lưu ý rằng, từ vấn đề lương tối thiểu đến vấn đề an sinh xã hội, ông Donald Trump rõ ràng không hiểu nhu cầu của người lao động Mỹ. Trả lời câu hỏi về cách bà Harris hy vọng giành được sự ủng hộ của những người phụ nữ trước đây đã bỏ phiếu cho ứng viên Donald Trump, bà Kamala Harris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nền dân chủ ở Mỹ, đồng thời nhắc lại rằng ông Trump đã nhiều lần bị gọi là kẻ phát xít. Bà Harris nói, sự lựa chọn này liên quan đến vạch đích mà chúng ta lựa chọn chạm đến, hướng tới một con đường mới hoặc quay trở lại sự chia rẽ, hận thù và hỗn loạn mà ông Donald Trump là một biểu tượng. Và cho biết thêm rằng bà đang giành được nhiều người ủng hộ hơn ở cả hai phía của chính trường ở Mỹ. Tại cuộc vận động tranh cử lưỡng đảng cùng với cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney vào chiều ngày 21 tháng 10, Phó Tổng thống Harris đã cố gắng thuyết phục những người phụ nữ bảo thủ ở vùng ngoại ô tại ba tiểu bang chiến trường ở Trung Tây rằng cựu Tổng thống Trump là mối đe dọa đối với quyền phá thai, an ninh quốc gia và nền dân chủ. Bà Harris nói, chúng ta nhận thấy rằng ông ấy ngày càng bất ổn, nhưng bạn không cần phải tin lời tôi. Hãy lắng nghe những người hiểu rõ ông ấy nhất, những người đã làm việc với ông ấy tại Nhà Trắng, tại phòng bầu dục, cựu tránh văn phòng của ông ấy, hai cựu bộ trưởng quốc phòng, cựu cố vấn an ninh quốc gia và tất nhiên là cựu phó tổng thống của ông ấy. Trong khi đó, chuyến thăm của cựu Tổng thống Trump tới Bắc Carolina dường như là một động thái trấn an những lo ngại của các đồng minh Đảng Cộng Hòa cho rằng thiệt hại do cơn bão Helene gây ra sẽ làm giảm lượng cử tri đi bỏ phiếu ở các bang chiến trường bị ảnh hưởng. Theo một bảng thống kê của hãng tin Reuters, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Bắc Carolina, Mỹ sau cơn bão Helene là khu vực Đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế. Trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được khoảng 62% số phiếu bầu tại 25 quận, được tuyên bố là khu vực thảm họa sau bão Helene, trong khi Tổng thống Biden giành được khoảng 51% số phiếu ở các quận còn lại của bang. Bắc Carolina dự kiến sẽ có 5,5 triệu phiếu bầu, trong đó hơn 1 triệu phiếu bầu đã được bỏ kể từ khi bang này bắt đầu quy trình bỏ phiếu sớm từ ngày 17 tháng 10. Nhiều quận ở Bắc Carolina của Mỹ bị ảnh hưởng bởi bão Helene đã chuyển các khu vực dành cho ngày bầu cử hoặc thay đổi địa điểm bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, hàng nghìn cử tri vẫn đang trong tình cảnh không điện, không nước khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu. Thậm chí rất nhiều người ủng hộ ông Trump đã mất tất cả và có những người khác ở trong nhà không có kết nối Internet hoặc điện thoại và họ không biết về địa điểm bỏ phiếu mới. Cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều đang phải đối mặt với bài toán làm sao để giành chiến thắng ở đủ số bang đạt mốc 270 phiếu đại cử tri. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump có nhiều con đường chiến thắng ở các bang chiến địa để giành đủ 270 phiếu đại cử tri. Hiện cả hai ứng cử viên đều đang tập trung vào 7 bang chiến địa có khả năng quyết định người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Sau đây là một số kịch bản chiến thắng của ông Trump và bà Harris tại các bang chiến địa để hội đủ số phiếu đại cử tri. Việc giành được sự ủng hộ của 3 bang bức tường xanh gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin có thể là con đường đơn giản nhất đối với bà Harris. Nếu bà Harris chiến thắng ở các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, 3 bang nằm trong vành đai rỉ sét,
trong khi ông Trump chiến thắng tại các bang vành đai mặt trời Nevada, Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng với số đại cử tri tối thiểu là có thể 270 so với 268 của ông Trump. Kịch bản hy vọng nhất đối với Đảng Dân Chủ mà chắc chắn nằm trong tầm tay của bà Harris là bà thắng ở các bang mà ông Biden từng chiến thắng cách đây 4 năm và thắng thêm ở một bang khác mà ông từng thua là Bắc Carolina. Nếu giành chiến thắng ở cả 7 bang chiến địa thì bà Harris sẽ giành được 319 phiếu đại cử tri, con số nhiều nhất đối với một ứng cử viên tổng thống kể từ khi chiến thắng của ông Barack Obama vào năm 2012. Nếu kịch bản này xảy ra, ông Trump chỉ có 219 phiếu đại cử tri, kém hơn bà Harris tròn 100 phiếu. Pennsylvania được xem là bang phải thắng đối với cả hai ứng cử viên và có thể là bang quyết định xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Pennsylvania có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bất cứ bang chiến địa nào khác. Bang này cũng nhận được nhiều sự chú ý nhất từ cả ông Trump và bà Harris. Nếu bà Harris thắng cả Michigan và Wisconsin và hai ứng cử viên chia nhau thắng ở Carolina và Georgia, bà sẽ chỉ cần giành chiến thắng tại một trong hai bang phía Tây là Arizona hoặc Nevada. Nếu giành chiến thắng ở bang Pennsylvania, thì ông Trump có thể có nhiều con đường hơn để đạt đủ 270 phiếu đại cử tri. Ngay cả khi bà Harris giành được chiến thắng tại một trong hai bang Georgia hoặc Carolina, bà vẫn cần phải thắng ít nhất ở 3 trong số 4 bang còn lại để giành được chiến thắng, trong khi ông Trump chỉ cần thắng ở 2 bang. Pennsylvania cũng có ảnh hưởng lớn nhất đến mô hình dự báo xuất sắc của 538 cho mỗi ứng cử viên tùy thuộc vào bang mà họ giành chiến thắng. Trong trường hợp thắng ở bang này, ông Trump sẽ đắc cử 86 trong tổng số 100 kịch bản mô phỏng. Mất Pennsylvania sẽ là một đòn giáng mạnh vào cơ hội của bất kỳ ứng cử viên nào. Tuy nhiên, giống như ứng cử viên Đảng Dân Chủ, ông Trump vẫn có thể tái đắc cử mà không thắng ở bang chiến địa này. Nếu chiến thắng ở 3 bang mà mô hình Decision Desk Excuse đánh giá là ông Trump đang có cơ hội tốt nhất, bao gồm Bắc Carolina, Georgia và Arizona, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cần phải giành chiến thắng tại một trong các bang còn lại để đủ 270 phiếu đại cử tri. Trong trường hợp thắng ở Bắc Carolina và Georgia cùng với số phiếu đại cử tri cao tiếp theo là Michigan, ông Trump cần phải giành chiến thắng tại một trong số các bang Arizona, Wisconsin hoặc Nevada để có thể tái đắc cử. Kịch bản như vậy tương đối khó xảy ra khi Nevada và 6 phiếu đại cử tri của bang này có thể là điểm then chốt. Kịch bản có nhiều khả năng hơn là cựu Tổng thống Trump sẽ thắng ở một trong nhóm các bang có từ 10 phiếu đại cử tri trở lên để bù đắp cho việc mất đi 19 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania. Nếu ông Trump thắng cả 7 bang chiến địa, ông sẽ có tổng cộng 312 phiếu đại cử tri, trong khi bà Harris chỉ có 226 phiếu. Kịch bản như vậy có khả năng cao xảy ra hơn nếu các cuộc thăm dò phản ánh không chính xác cơ hội chiến thắng của ông Trump, giống như hai cuộc bầu cử trước. Năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng bất ngờ, mặc dù hầu hết các nhà phân tích dự đoán bà Hillary Clinton chiếm ưu thế khi tỷ lệ ủng hộ bà luôn cao hơn đối thủ trong các cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, các nhà thăm dò ý kiến cảnh báo không nên đánh giá rằng cơ hội chiến thắng thực tế của ông Trump sẽ cao hơn các cuộc thăm dò trong năm nay, bởi mỗi chu kỳ bầu cử đều khác nhau và họ điều chỉnh phương pháp của mình để tính toán tốt hơn những thiếu sót trước đây. Giới chức ở Brussels nói với tờ Politico rằng họ đã sẵn sàng phản công mạnh mẽ nếu ông Donald Trump đắc cử và nhắm vào khối này bằng các biện pháp trừng phạt. EU đang triển khai một cuộc chiến thương mại lớn với ông Donald Trump trong trường hợp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 và dựng lên những rào cản mới trong thương mại với châu Âu. Politico dẫn lời các nhà ngoại giao cấp cao và các quan chức EU đưa tin. Mối quan ngại đang gia tăng tại các thủ đô của EU kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ cam kết nhắm vào khối này bằng một loạt biện pháp trừng phạt thương mại mới nhằm giải quyết thứ mà ông cho là sự mất cân bằng nghiêm trọng trong xuất khẩu, hãng tin này cho biết. Washington và Brussels đã mâu thuẫn về vấn đề này kể từ khi ông Trump đặt mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ châu Âu và 10% đối với nhôm vào năm 2018 trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của mình, cho rằng sự cạnh tranh của EU đang gây ra nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ. EU sau đó đã trả đũa ở mức vừa phải, áp thuế đối với các công ty bao gồm xe máy do Harley-Davidson sản xuất và quần jean do Levi's sản xuất.
Tuy nhiên, ông Trump thậm chí còn đi xa hơn khi đe dọa áp thuế đối với ô tô xuất khẩu của EU. Mặc dù các mức thuế chưa bao giờ có hiệu lực, nhưng Brussels bị sốc trước việc ông Trump sẵn sàng cải tổ chuỗi cung ứng. Lần trước chúng tôi không tin ông Trump thực sự sẽ đi xa đến như vậy, một trong những nhà ngoại giao châu Âu nói với Politico. Lần này chúng tôi đã có thời gian để chuẩn bị. Châu Âu đã thay đổi rất nhiều và chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động. Ông Trump trước đó đã nói rằng, với tư cách là Tổng thống, ông cũng có thể đưa ra các biện pháp chống lại thuế dịch vụ kỹ thuật số của EU vốn ngầm nhắm vào các nhà lãnh đạo công nghệ của Mỹ. Các đồng minh của chúng ta đã lợi dụng chúng ta hơn cả kẻ thù của chúng ta, ông Trump nói vào tuần trước trong một cuộc phỏng vấn với tổng biên tập Bloomberg News, John McLeod. Các đồng minh của chúng ta là Liên minh châu Âu. Chúng ta có sự thâm hụt thương mại 300 tỷ đô la Mỹ với Liên minh châu Âu. Một nhà ngoại giao nói với Politico rằng, EU đang chuẩn bị đánh giá tác động của việc ông Trump đắc cử đối với EU. Trong đó, Ủy ban châu Âu sẽ giám sát quá trình này và quyết tâm trả đũa và đáp trả mạnh mẽ. Một nhà ngoại giao thứ hai, khối này tự tin rằng mình có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Báo cáo cho biết, mục tiêu của EU là thực hiện một cách tiếp cận tích cực trong việc trả đũa vì ông Trump sử dụng thương mại và thuế quan như một chiến thuật đàm phán để buộc các nước thành viên hành động vì lợi ích của Mỹ. Tại các cuộc vận động tranh cử của mình, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác. Đối với tôi, từ đẹp nhất trong từ điển là thuế quan. Đó là từ yêu thích của tôi, ông nói. Ông cũng nhắm vào các nhà sản xuất ô tô Đức vào tuần trước, cam kết sẽ áp mức thuế cao đối với ô tô nhập khẩu. Theo ông Trump, những mức thuế như vậy nhắm vào ngành công nghiệp EU sẽ buộc các nhà sản xuất trong khối phải chuyển nhà máy của họ sang Mỹ, nâng cao vị thế sản xuất toàn cầu lâu dài của nước này. Một chiếc tiêm kích Nga đã hậu tống máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường đến hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan. Cảnh quay cho thấy chiếc tiêm kích được nhìn từ cửa sổ máy bay chở nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày 22 tháng 10. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tại Kazan, với sự tham gia của lãnh đạo 20 quốc gia và phái đoàn từ hơn 30 quốc gia. Trong cuộc gặp song phương ngày 22 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Bắc Kinh và Moscow đóng vai trò là động lực cho sự ổn định khi thế giới đang phải trải qua những biến động mang tính thế kỷ. Hiện tại, thế giới đang phải trải qua những thay đổi chưa từng thấy trong cả trăm năm với nhiều hỗn loạn đan xen. Nhưng tôi tin chắc rằng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục được gìn giữ trong nhiều thế hệ và trách nhiệm của hai quốc gia lớn đối với người dân sẽ không thay đổi, ông Tập nói với ông Putin. Hợp tác Nga-Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế là một trong những yếu tố ổn định chính của thế giới. Chúng tôi dự định rằng tăng cường hơn nữa sự phối hợp trên tất cả các diễn đàn đa phương để đảm bảo an ninh toàn cầu và trật tự thế giới công bằng, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hợp tác trong khuôn khổ BRICS tạo nên nền tảng quan trọng nhất cho sự đoàn kết và hợp tác giữa các nước trong trường mới nổi và các nước đang phát triển trên thế giới hiện nay. Ông cho rằng đây là trụ cột để thúc đẩy hiện thực hóa thế giới đa cực, bình đẳng và có trật tự, cũng như toàn cầu hóa kinh tế một cách bao trùm và khoan dung. Một thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã thông báo hủy chuyến đi tới Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sau khi ông bị ngã tại nhà. Nhà lãnh đạo 78 tuổi trước đó đã có kế hoạch sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối các nền kinh tế đang phát triển BRICS tại thành phố Kazan của Nga từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10. Bệnh viện Sírio-Libanês ở São Paulo đã cho biết trong một thông báo rằng Tổng thống Lula da Silva được khuyến cáo tránh đi xa nhưng có thể tiếp tục những công việc khác. Văn phòng Tổng thống Brazil xác nhận nhà lãnh đạo sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh bằng hình thức trực tuyến và sẽ tiếp tục công việc của mình tại thủ đô Brasilia trong tuần này. Truyền thông Brazil đưa tin, Tổng thống Lula da Silva bị đập đầu sau cú ngã trong phòng tắm vào tối ngày 19 tháng 10. Trang G1 đưa tin ông phải khâu 5 mũi sau sự việc trên. Tổng thống Lula trước đó dự kiến sẽ đến Nga vào cuối ngày 20 tháng 10. Nhà lãnh đạo Brazil đang lên kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS. Hezbollah tuyên bố vừa phóng hàng loạt rocket vào hai căn cứ gần thành phố Tel Aviv và một căn cứ hải quân ở phía tây thành phố Haifa của Israel trong sáng ngày hôm nay.
chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến với Israel để một lần nữa thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Chiến sự gia tăng trong những tuần gần đây từ khi Israel đưa bộ binh vào Liban và tăng cường độ không kích. Sau một đêm Israel tấn công ồ ạt vào miền nam Liban và vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut, Hezbollah cho biết họ đã phóng hàng loạt rocket vào căn cứ Gilead của đơn vị 8200 thuộc cơ quan tình báo quân sự Israel và vùng Nirit ở ngoại ô Tel Aviv. Hezbollah cũng đã cho biết đã nã rocket vào một căn cứ hải quân gần thành phố cảng Haifa. Chưa có báo cáo nào về thương vong. Giới chức Israel cho biết còi báo động đã được kích hoạt ở các khu vực đông nam Tel Aviv do một vật thể bay từ hướng Liban và rơi xuống khu vực trống. Còi báo động cũng vang lên ở Tel Aviv. Đây là chuyến công tác thứ 11 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến với khu vực kể từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho xung đột ở dải Gaza. Trong chuyến đến Trung Đông kéo dài cả tuần, ông Blinken sẽ nỗ lực khởi động lại tiến trình đàm phán để chấm dứt chiến sự dải Gaza và tháo ngòi xung đột ở Liban. Ông cũng đến cả Jordan và Qatar để bàn bạc với các đối tác khu vực. Tại Israel, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận về kế hoạch của nước này nhằm đáp trả Iran vụ phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo ngày 1 tháng 10. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Iran đã gửi lên cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc để cảnh báo về nguy cơ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của họ. Tại cuộc họp báo ở Kuwait nhân chuyến công du khu vực, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã khẳng định Tehran không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông và đang nỗ lực giảm căng thẳng, cũng như đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc xung đột nào. Israel trao cho Mỹ một tài liệu từ tuần trước để nêu điều kiện chấp nhận giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự ở Liban. Trang Axios dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ và Israel cho biết, Israel đòi hỏi lực lượng phòng vệ IDF của họ phải được tham gia thực thi pháp luật chủ động để đảm bảo Hezbollah không tái vũ trang và tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới với Israel. Một quan chức Israel nói với Axios, cũng theo bài báo, Israel còn muốn để không quân của họ tự do hoạt động trong không phận Liban. Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng khó có khả năng Liban và cộng đồng quốc tế sẽ đồng ý với các điều kiện của Israel. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quân đội Mỹ khẩn trương đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến Israel và đã đặt vào vị trí trực chiến. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD sẽ bổ sung thêm cho hệ thống phòng thủ nhiều lớp vốn đã cực kỳ hiệu quả của Israel. THAAD đã được vào vị trí, ông Austin nói với các phóng viên trước khi đến Ukraine vào ngày 21 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc triển khai hệ thống THAAD cùng với khoảng 100 binh lính Mỹ sẽ giúp bảo vệ Israel trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị biện pháp trả đũa Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào ngày 1 tháng 10. Washington kêu gọi đồng minh thận trọng khi đáp trả Tehran để tránh châm ngòi cho cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Tổng thống Biden công khai phản đối Israel tấn công các cơ sở hạt nhân và bày tỏ lo ngại việc Israel tấn công hạ tầng năng lượng Iran. Nhà sử học Alan Lichtman, người nổi tiếng với hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ, chìa khóa Nhà Trắng, đã gợi ý rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể chứng tỏ là điểm yếu của Đảng Dân Chủ khi đảng này tìm cách tái đắc cử với ứng cử viên Kamala Harris. Hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Lichtman xoay quanh 13 chìa khóa, đánh giá vị thế của đảng đương nhiệm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nền kinh tế, chính sách đối ngoại và chính trị trong nước. Nếu 6 hoặc nhiều hơn trong số 13 chìa khóa là sai, đảng đương nhiệm được dự đoán sẽ thua cuộc bầu cử. Nếu 5 hoặc ít hơn 5 tuyên bố sai, đảng này được dự đoán sẽ thắng. Dựa trên mô hình này, ông Lichtman đã chính thức dự đoán rằng bà Harris sẽ thắng cử, mặc dù hệ thống này không phải là không có những lời chỉ trích. Ông Lichtman cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh YouTube hôm 16 tháng 10 để trả lời câu hỏi về những chìa khóa mà Đảng Dân Chủ có thể gặp nguy cơ mất. Chìa khóa không ổn định nhất là chìa khóa thành công trong chính sách đối ngoại. Tôi đã đưa ra chìa khóa đó cho chính quyền vì Tổng thống Joe Biden là người đã tập hợp Liên minh phương Tây ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công Ukraine và truy đuổi các đồng minh NATO của chúng ta, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Mặc dù ông cho biết sự ủng hộ của Mỹ đã giúp Ukraine sống sót trong hơn 2 năm rưỡi, thậm chí còn cho phép họ xâm nhập vào nước Nga láng giềng, ông đã cảnh báo rằng chiến tranh là thứ luôn thay đổi. Giáo sư của Đại học Mỹ cho biết, và tôi cho rằng có thể xảy ra thảm họa ở Ukraine. Trong một email gửi cho Newsweek ngày 18 tháng 10, ông Lichtman đã làm rõ, nó chỉ là thứ yếu nhất so với các cuộc chiến khác vì chiến tranh là không chắc chắn. Tuy nhiên, đến giờ tôi tin rằng nó sẽ không đảo ngược, mặc dù vậy, một lần lật ngược sẽ không thay đổi dự đoán.
Lichtman được biết đến với cái tên là Nostradamus của bầu cử Mỹ vì thành tích ấn tượng của ông trong việc dự đoán kết quả của các cuộc đua giành chức tổng thống trong hơn 40 năm qua bằng mô hình dự đoán chìa khóa vào Nhà Trắng. Ông là một trong số ít chuyên gia dự đoán chính xác cuộc bầu cử năm 2016 cho cựu Tổng thống Donald Trump và dự đoán chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Hiện ông dự đoán bà Harris sẽ là Tổng thống tiếp theo của Mỹ. 13 chìa khóa, như được nhà sử học nêu ra trong một bài báo năm 2012 cho tạp chí Giáo dục Xã hội là nhiệm vụ của Đảng. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng đương nhiệm nắm giữ nhiều ghế hơn tại Hạ viện Hoa Kỳ so với sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đó. Không có bỏ phiếu sơ bộ. Không có cuộc bỏ phiếu nghiêm túc nào cho đề cử của Đảng đương nhiệm. Người đương nhiệm tìm cách tái đắc cử. Ứng cử viên của Đảng đương nhiệm là Tổng thống đương nhiệm. Không có Đảng thứ ba. Không có chiến dịch của Đảng thứ ba hoặc độc lập đáng kể nào. Nền kinh tế mạnh trong ngắn hạn. Nền kinh tế không suy thoái trong chiến dịch tranh cử. Nền kinh tế mạnh trong dài hạn. Tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người thực tế trong nhiệm kỳ bằng hoặc vượt quá mức tăng trưởng trung bình trong hai nhiệm kỳ trước. Thay đổi chính sách lớn. Chính quyền đương nhiệm thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách quốc gia. Không có bất ổn xã hội. Không có bất ổn xã hội kéo dài trong nhiệm kỳ. Không có bê bối. Chính quyền đương nhiệm không bị ảnh hưởng bởi bê bối lớn. Không có thất bại về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm không gặp thất bại lớn nào trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Thành công lớn về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm đạt được thành công lớn trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Người đương nhiệm có sức lôi cuốn. Ứng cử viên của Đảng đương nhiệm có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Đối thủ không có sức lôi cuốn. Ứng cử viên của Đảng Dân chủ không có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris ở cả 7 bang chiến địa, bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Theo phân tích ở các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát Real Clear Politics thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Cụ thể, ông Donald Trump đang dẫn trước bà Kamala Harris 1,4 điểm phần trăm ở bang Arizona và 1,1 điểm phần trăm ở bang Georgia. Tại bang North Carolina, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước bà Kamala Harris 1 điểm phần trăm, tại bang Michigan là 0,9 điểm phần trăm và tại bang Nevada và Pennsylvania là 0,5 điểm phần trăm, tại bang Wisconsin là 0,1 điểm phần trăm. Hiện các ứng cử viên giáo diết thực hiện các chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ông Donald Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến các cuộc giao tranh ở dải Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Donald Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo của Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Kamala Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đến sự kiện vận động tranh cử của mình với những phát biểu hướng tới sự chú ý triển vọng hòa bình tại Trung Đông sau khi có một tin tức thủ lĩnh của lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Donald Trump từng giành chiến thắng tại bang Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang Michigan, ông Trump bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters IPSOS trên toàn quốc, có lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp khoảng cách từ khoảng 7 điểm phần trăm vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3 điểm phần trăm. Trong một diễn biến đáng chú ý, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông Donald Trump nếu diễn ra có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc với quan hệ thương mại toàn cầu. Ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ ngoại giao mạnh mẽ trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng nhiệm kỳ thứ hai ông có thể sẽ đánh dấu một giai đoạn mới khi thuế quan không còn chỉ là phương tiện đàm phán mà trở thành mục tiêu quan trọng hơn là làm thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại quốc tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan để tạo ra áp lực đối với các đối tác thương mại như Trung Quốc và EU, đồng thời đàm phán các hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA thành Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên, nếu quay lại Nhà Trắng, ông Donald Trump có thể thực hiện chính sách thuế quan mạnh tay hơn
với mức thuế dự kiến cao nhất kể từ những năm 1930. Nhiều bất ngờ dần được hé lộ trong tháng 10 này khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tung những chiêu bài cuối cùng nhằm công kích đối thủ cũng như tăng cường uy tín cho bản thân tại các bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt để có được lá phiếu ủng hộ của cử tri. Tại buổi vận động tranh cử ở Atlanta, bang Georgia, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục những lời lẽ công kích bà Harris, chỉ trích chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến cho giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam những năm gần đây. Tại Chicago, ông đã phác họa rõ ràng những gì mà ông dự định mang đến phòng bầu dục nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết triển khai chương trình thuế quan mạnh mẽ nhằm vào các quốc gia và doanh nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh, chúng tôi muốn chiến thắng áp đảo, cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra, hãy khuyến khích mọi người ra ngoài bỏ phiếu, hãy đi bỏ phiếu ngay vào ngày mai. Sau tất cả những gì chúng ta cùng trải qua, chúng ta đang đứng trước 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bên kia chiến tuyến, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự góp mặt của khoảng 100 cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa. Bà đã đưa ra lời kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, bà Kamala Harris hứa hẹn sẽ có một đường lối chính trị độc lập so với Tổng thống Joe Biden đương nhiệm nếu bà thắng cử, nhấn mạnh các sáng kiến riêng biệt của bà trong các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và y tế. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ một lần nữa tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chúng ta đang bước vào chặng nước rút và đây sẽ là một cuộc đua căng thẳng cho đến phút chót. Tôi đang tích cực vận động cử tri để giành được mọi phiếu bầu vì tôi có ý định trở thành Tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Cuộc bỏ phiếu và vị trí quyền lực nhất nước Mỹ càng lúc càng gay cấn khi hai ứng cử viên Tổng thống đều đang nỗ lực nhắm đến các cử tri tiềm năng tại các bang chiến trường. Trong khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các cử tri Mỹ, thì Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris lại dành sự tập trung cho các nhóm cử tri nam giới da màu. Đã có những yếu tố bất ngờ xuất hiện trong cuộc đua bầu cử Mỹ, hứa hẹn đầy kịch tính trong năm nay. Bang chiến trường Georgia hôm 15 tháng 10 vừa qua đã ghi nhận số lượng cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Theo dự đoán của các chuyên gia, bất cứ ứng viên nào chiến thắng ở bang Georgia đều có cơ hội rất lớn để đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua bầu cử năm nay. Tổ chức 538 đã có uy tín ở Mỹ dự báo, nếu giành được 16 phiếu đại cử tri của Georgia, ông Trump có khoảng 75% cơ hội giành chiến thắng bầu cử Trung Quốc. Ngược lại, nếu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giành được chiến thắng tại đây, bà Harris có đến 90% khả năng trở thành tân Tổng thống Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal ngày 17 tháng 10, các thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn chưa thể thuyết phục được cử tri với tư cách là ứng cử viên Tổng thống có thể quản lý nền kinh tế tốt hơn. Một nhiệm vụ mà họ cho là rất quan trọng để xây dựng vị thế dẫn đầu tại các bang chiến trường trong cuộc đua Nhà Trắng. Họ cho rằng Phó Tổng thống Harris đang gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục cử tri rằng bà có thể giải quyết tốt vấn đề kinh tế hơn cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn trước về khả năng quản lý nền kinh tế. Mặc dù bà Harris đã có những sáng kiến như giảm chi phí thuốc men và hỗ trợ phụ huynh học sinh, bà vẫn chưa tạo được sự kết nối mạnh mẽ với cử tri. Các chiến lược gia của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để làm suy giảm lợi thế của ông Trump, đặc biệt là khi cử tri vẫn nghi ngờ về thành tựu kinh tế của chính quyền Biden-Harris. Theo các cuộc thăm dò gần đây, mặc dù Phó Tổng thống Harris đã cải thiện được vị thế của mình trong các cuộc khảo sát, song bà vẫn chưa tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với các cử tri về vấn đề kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi ông Trump vẫn giữ được lợi thế về khả năng thúc đẩy một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch COVID-19 trong nhiệm kỳ của mình. Ivan Rossmith, nhà thăm dò ý kiến thuộc sáng kiến Blueprint của Đảng Dân Chủ, cho rằng bà Harris đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong việc truyền tải thông điệp kinh tế của mình, khi chính quyền Biden-Harris bị cho là không thuyết phục được cử tri về cách giải quyết các vấn đề kinh tế. Trong cuộc tranh luận gần đây, Phó Tổng thống Harris đã bỏ lỡ cơ hội để chứng minh rằng bà có kế hoạch khả thi giúp giải quyết các mối quan tâm hàng đầu của cử tri như lạm phát và chi phí sinh hoạt. Như cuộc thăm dò của Wall Street Journal chỉ ra, một phần lớn cử tri vẫn lo ngại về việc giá cả tăng cao và họ cảm thấy ông Trump sẽ là lựa chọn tốt hơn để kiểm soát tình hình này. Trong số các cử tri lo ngại về lạm phát, ông Trump nhận được tới 71% sự ủng hộ, trong khi bà Harris gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhóm này. Một số nhà phân tích cho rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để phản bác lại danh tiếng của ông Trump về thành tích kinh tế. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa Mike Murphy nhận định, bà ấy, tức Harris, cần làm rõ hơn kế hoạch kinh tế của mình và phải bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ.
Theo ông Murphy, bà Harris đã không tận dụng cơ hội trong cuộc tranh luận để tạo ra sự khác biệt đáng kể so với ông Trump về vấn đề này. Trước tình hình này, Đảng Dân Chủ hy vọng rằng những tin tức kinh tế tích cực gần đây như lạm phát giảm và thu nhập hộ gia đình tăng trở lại mức trước COVID-19 có thể giúp bà Harris cải thiện vị thế. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng mà bà Harris cần trả lời là liệu người Mỹ có cảm thấy họ đang sống tốt hơn so với 4 năm trước hay không? Cử tri Mỹ hiện dường như vẫn chưa thuyết phục được về điều đó và họ cho rằng ông Trump sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn bà Harris. James Carville, chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân Chủ cho biết, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về việc cắt giảm lãi suất có thể giúp cải thiện tình hình, dù rằng Phó Tổng thống Harris vẫn cần phải làm rõ cách bà sẽ giúp cử tri đạt được lợi ích kinh tế mà không phụ thuộc vào các chính sách của ông Trump. Ông Carville nói, bà Harris có thể thuyết phục cử tri rằng họ sẽ mất đi lợi ích nếu ông Trump trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đã lập luận rằng chương trình nghị sự kinh tế của bà Harris không có gì mới mà chỉ tiếp tục các chính sách của Tổng thống Biden, vốn không được cử tri tín nhiệm. Một quảng cáo video trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh rằng bà Harris không có kế hoạch riêng mà chỉ sao chép Bidenomics, thuật ngữ dùng để mô tả các chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden. Vì vậy, nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi về khả năng của bà Harris trong việc thay đổi quan điểm của cử tri về thành tích kinh tế của ông Trump. Michael Roberts, nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa, chỉ ra rằng người Mỹ đã liên tục bi quan về nền kinh tế kể từ năm 2008, trừ hai năm 2018 và 2019 khi ông Trump làm tổng thống. Ông Roberts nhận định, sự bi quan này vẫn chưa giảm trong giai đoạn từ 2021 đến 2024. Và điều này là tin xấu với bà Harris. Gần đây, bà Harris đã đưa ra các đề xuất và sáng kiến về việc giảm chi phí thuốc, hỗ trợ phụ huynh và chống đầu cơ giá thực phẩm. Mặc dù các sáng kiến này thu hút sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò, nhưng chúng chưa được trình bày một cách cụ thể và đáng tin cậy với cử tri. Nhà phân tích Rita Serra cho rằng các ý tưởng này còn mơ hồ và khó làm tạo được sự kết nối với tầng lớp lao động ở các bang dao động, những người mà bà Harris cần thu hút nhất. Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Điều này có thể tạo thêm thách thức cho bà Harris trong việc trình bày quan điểm của mình trước công chúng. Mike Murphy nhận xét, nếu bà Harris có thể kết nối với cử tri về vấn đề kinh tế, bà ấy sẽ ở vị thế mạnh mẽ. Nếu không, ông Trump có thể giành chiến thắng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.